Chương trình đọc, đọc truyện đêm khuya, khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 20 tiểu thuyết đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không muốn để sự việc đi đến chỗ cãi giả, đánh đấm nhau giữa hai vợ chồng, tự lao nhanh ra phố, chưa biết đi đâu, tự rẽ vào quán nước. Anh và Kha đã ngồi hôm nào và lòng anh lại rực lên căm uất nhìn sang bên kia đường tự đã thấy cô trình khèo đang ngã giá với một ông già đội mũ lá cỏ phú thọ mặc nhào nát ảo não ông già sập dành mũ lá quay mặt đi ngay lúc đó tự nhận ra chính là ông thống Giang thư tự kêu ông thống xong tiếng gọi tan trong tiếng chân người rầm rập hơn chục công an cán bộ thuế từ bên này đường tràn sang nơi cô trình đang mua lớp xe nhốn nháo bốn người và tiếng la hét, đám đông hỗn loạn tan biến. Chỉ còn lại một đám học trò đang đứng dơ dẫn giữa dải đèn cao áp như những nốt nhạc chống ngược. Muốn xua đi cảm giác cô đơn nên tự chạy nhanh sang đường, nắm tay ông thống kéo lên dãy đường. Những tưởng có người chia sẻ nỗi lòng, nào ngờ nhìn thấy mặt ông thống sát xơ hơn mấy ngày trước. Vì sự cố hiệu trưởng cảm, ráp lộn phát bài thi nên ông Giang Thư phải lãnh hậu quả ra soát từng bài thi lại một lần nữa. Chuyện ráp nhằm phát bài thi là tình cờ hay có toàn tính. Để tiếp tục dõi theo sự cố này, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 21 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Không chủ động Tự rẽ vào quán nước, anh và Kha đã ngồi hôm nào và lòng anh lại rực lên căm quốc. Lão chủ quán hình như còn nhớ mặt anh nên tản lờ, không rốt nước cho anh. Lão gãi cái đầu mốc, quay sang đấu hớt với một lũ choi choi. Cái đầu mốc, đúng, không thể gọi là đầu múa tiêu, đầu qua răm được. Kha ơi, ông rất giỏi khi gọi thằng Quỳnh là đĩ đực. Còn mình, mình sáng tạo ra từ này, đúng là móc gì trắng, đen lem nhem mẩn. Thằng đầu móc đỏ phừng lên giọng cha chú. Ê, các bạn trẻ, chớ có tin lịch sử, láo khoét tuốt, bê tan là anh hùng, hiểu chưa? Thống chế mà không đầu hàng, chịu tiếng phản quốc một cách bất công, thì thử hỏi kinh thành qua lệ Paris có còn không? Hay là thành một đống nát dụng? Tao không là dân Pháp, nhưng tao cũng biết ơn Marie Chan. Chúng mày không được dinh hạnh hát bài này nhỉ? ấy thế, phải theo hiệu quả mà xét xấu tốt không thì là duy tâm ơ ờ, tao di tản tao bỏ tổ quốc nhưng tao đem đô la về mua con trái còn mày mày cặm củi bới đất nhặt cỏ ở đất nước này thậm chí mày đi bộ đội cục tay cục chân nhưng nay bụng không một chữ một tiền đóng góp vậy tao đáng quý hay mày hả bọn trôi há hốc mồm nuốt từng lời của thằng đầu mốc từ cáo đấm một phát vào mặt chiếc bàn. Thằng đầu móc cười hơ một tiếng. Anh trai, có điều gì giận dữ thế? Từ đứng dậy, ứa nghẹn, không thể chỉ vào mặt nó mà chửi. Tao giận bọn chúng mày đây. Tao biết tổng lai lịch mày. Tốt nghiệp đại học sử, trốn nghĩa vụ, đúng cái năm tao ra mặt trận. Ở thành phố này, mày cướp vợ một thằng bạn đi bộ đội. Giờ một vợ mày có restaurant bán riêng cho khách tư bản châu Âu. Theo hiệu quả kinh tế mà xét, thì mày là dân loại nhất. Chính mày canh chừng cho bọn ăn cắp lấy quyển tự điển của tao. Nhưng như thế là tốt. Vì thế là đem lại hiệu quả cao. Có phải không, thằng khốn? Bao giờ có thể mày đem ra mà xử ở tòa án được? Tự bỏ quán trà của thằng đầu mốc đi. Anh dừng lại dưới một góc phượng già hay là cái lũ xích lô đang ngồi phết chân lên thành xe kia là đích danh thủ phạm ăn cắp cuốn sách quý của anh gây ra thảm kịch cho đời anh cha dám nghi ngờ những người lao động thành phần cơ bản của xã hội ta những xích lô đồ tể mỏ làng thì rõ ràng là giáo tự rất kém cỏi về quan điểm lập trường đấy. Hay là ông tức khiếp giặc vì thấy lương bổng cả tháng trời của ông không bằng một ngày tập thể dục đôi chân của anh đạp xích lô vì gắn liền với lao động nên anh xích lô khôn ngoan lắm anh biết bóp hầu bóp cổ bắt bí bắt nhẹt khách tức là anh phải có bản lĩnh lắm nhưng có lẽ ông trời ăn ở có tí không công bằng thật anh xích lô vừa có nhiều tiền vừa được hưởng danh thơm thế là thế nào thế thì anh giáo tự quả thật là con người khù khờ Xã hội này là của người lao động. Xét mọi mặt, anh ta đáng giá hơn mấy anh tiểu tư sản nhiều. Trời! Có cuộc đánh tráo khái niệm nào tàn bạo như cuộc đánh tráo này? Cuộc đánh tráo được biểu hiện như sau. Một ngày kia, trong cơ thể con người, có một cuộc nổi loạn. Anh tay và anh chân gọi anh nào tới ra lệnh. Mi chẳng tạo nên một giá trị gì ráo. Mi hãy xem, ta cuốc đất, ta đập lúa. Còn mi, mi ngồi mát ăn bát vàng trong bóng mát. Vậy từ nay, mi phải chịu sự điều khiển của bọn tao. Ôi, thương thai gã trí thức còm đang lang thang thất thiểu ngoài đường. Từ đi qua đám xích lô, lại dừng ở dưới một góc phượng nữa. Những người bán vé sổ số đặt những chiếc bằng nhỏ trên văn lưới mắt cáo. bằng nào cũng có một hàng chữ, bán đúng giá, Ôi trời, không mốt túi người khác bây giờ là một phẩm chất cần được khoe khoang. Sổ số độc đắc giờ đã lên 6 triệu. Bao giờ độc đắc đeo giải? Một chức bộ trưởng Kha nói. Bọn ăn lương chúng ta có tiền lương là nhờ nghề đánh bạc quy mô cả thành phố, cả nước này. Báo cáo các đồng chí, ngân hàng chúng ta có một ưu điểm lớn nhất là không dồ dĩnh khách hàng, phải trả 10-15% khi lĩnh tiền mặt thật là một thành tích vĩ đại cuộc tráo trở khái niệm còn đang tiếp tục di tản là đại ái quốc trí thứ là ăn bám đánh bạc mà có hiệu quả kinh tế cao thì đánh bạc muôn năm ngã tư tự đi tới người đang rối rít qua lại mặt trời như quả tạ nung đỏ đất nước thừa thải nhiệt năng đến mức mùa hè là một dàn lửa thiêu và mặt trời cũng góp phần thiêu vị nhân tính chen nhau đánh giữa nhau vì nước ăn, nước tắm. Thật khùng dại, có lẽ cũng vì sự thiêu rốt của lương tâm, của lò lửa mặt trời, sự ngột ngạt của quan hệ. Lạ là, là ở những lúc như ngô dại, hắn phát biểu nhiều câu rất dí lý. Ấy là lúc phát sáng những tiềm thức. Tài năng là một cơn tâm thần. Nếu ảo tưởng cũng là một biểu hiện của tâm thần, thì tất cả chúng ta đều đáng được vào nhà thương điên nhất là bọn người đang nhân nháo trong cuộc mua tranh bán cướp ở góc chợ trời ngã tư kia. Ơ kìa, nỗi cơn điên hay sao mà có đến hơn chục đàn bà con gái rủ rượi, miếu máu lẳng nhẳng, bám theo một gã trai trẻ đeo sa cốt, đội mũ cát, tay dính băng đỏ, in bốn chữ, quản lý thị trường. Gã trai trẻ này nổi tiếng hay ăn vịt phở, bún riêu, bún chả, bánh giò, bánh cuốn, bánh đúc ở các chợ này. Giờ, tay gã sách lũng lặng đến hơn chục cái cân. Chả lẽ gã lại ăn quịch, cả cân của người ta? Những người theo sau gã léo nhéo cái gì, gã quay lại trận mắt quát. Này, đây không có trả đâu mà xin với xó, giải tán. Đám đàn bà con gái kêu ré lên. Ôi trời ơi, anh thương chúng em, chúng em xin anh. Không có gì xin xỏ hết. Các ngươi dùng cân điêu, làm rối loạn thị trường một đứa con gái mặt mỏng như mặt cái chấm phẩy nhảy choi choi. Anh có điêu thì có. Người ta cân chính xác, thế mà dám bảo là điêu. Cân màu dịch bách quá bán ra đấy anh ơi. Anh ơi, bây giờ đến cán cân công lý cũng còn nghiêng lệch nữa là... Gã quản lý thị trường dung tay. À, ăn nói vô chính trị thế, hả? Đã thế thì tịch thu cho biết tay. Ôi trời, anh cho chúng em nộp phạt vậy. Anh ơi. Có thể chứ. Anh ơi. Xì tiền ra. Gã trai trẻ nhăn răng. Tự giật mình. Trong gã rất giống thằng Tuẩn. Mặt, mũi, càm. Toàn những góc nhọn như dao găm, như mũi tên. Ác đến gia súc trong nhà cũng phải sợ. Kha kể. Có một thằng kia, gặp nó, chó cục đuôi, len lén chạy. Có tiếng cười rộ bên kia đường, tự nhìn tới. Trong một cái quán bán mái hơn chục chú thiếu niên đang ngồi ngã ngốn. Trông nhăn nhát quen, hay chúng là học trò lớp 10, lớp 11 của tự. Nhưng sao, chúng nghe những chiếc răng ám khói, nghiện ngập như răng của thuật thế. Đã bao lần, tự bảo chúng rằng, gian quá là cái tầng hầm của các kiến thức. Định lý, công thức, câu thơ có thể quên nhưng văn hóa thì còn âm gian. nhưng tự đã làm công việc nước đổ lá khoai. Học trò giờ lẫn lộn với lưu manh. Chúng có thể lột trường thầy giáo của chúng ra và chơi trò phết sơn đỏ lắm. Vì sao lại có thể như thế? Báo cáo các đồng chí là Này, anh phải từ bỏ ngay cái quan niệm phong kiến hữu bại đó đi. Giờ, anh với trò là bạn. Thầy giáo các anh cũng cần được giáo dục chứ. Dân, Thế thì thầy giáo chúng tôi trong tay có cái gì nữa để thực hiện chức năng? Sản phẩm của chúng tôi là hạng thư phẩm, do vậy là dễ hiểu lắm. Đó, còn đang là học trò mà chúng biết hút thuốc lá, chơi bạc và nói tục. Đầu đích cộng lại, thằng nào to, thằng ấy đớp, được không? Xong ngay, tao, chính, mày cao hơn thì mày liếm. Chia ra đi con. Mày cao dưới đấy, thoát ra một dòng ca vừa hùng hổ, vừa não nùng từ chiếc cassette GVC ở góc quán. Chiếc GVC hai cửa, ba cục, năm gạt. Sản phẩm siêu hiện đại của nền công nghiệp điện tử bán dẫn nhật bổn này mà đặt trên cái tủ ly ba buồn mới sắm bằng tiền đánh đỉ của Xuyến thì hết ý. Cô Trình khều nói vậy. Kìa! Vừa nhắc tới tên đã thấy mặt Sao mà thiên vậy Cái mặt dinh vết cái chân văn dẹo, tội nghiệp và đáng giận quá. Đừng vì tật nguyền và vì giàu có mà sinh ra quái ác cô bé. Trời bắt cô tiên thiên bất túc về cơ thể. Còn cô tự làm cho tâm hồn mình quặn quẹo tàn tật. Cái kết xét hát Đêm nay sang Paris cùng mang trái tim sầu bi. Con sông sen xanh lơ là duyên kiếp quá xa xưa. Nhạc chi tán hải ngoại dược biên nhập cảnh. Theo hộ chiếu đỏ đàng hoàng đấy nhé, cô Trình. Cô Trình quát. Buôn bán thời đại mới này mà còn lăng nhằng Muốn đỏ thì có đỏ, muốn xanh thì mẹ mày chi xanh. Ngậm hạch thì hay sao mà ú ớ không nói. Ở kìa, cái gì ấy nhỉ? Alo, alo, đồng bào chú ý. Đây là đoàn siết mô tô bay của thành phố chúng tôi. Chúng tôi xin hiến bà con những pha siết chống mặt, đứng tim. Giá giá rất rẻ, rất rẻ tiếng loa rộ lên từ chiếc xe jeep sơn trắng bắn ra những tiếng gào quá cỡ càng đinh tai vì tiếng nổ của hai chiếc máy nhãn hiệu honda không chắn bùng không ống giảm thanh hâm hở tiếng theo sau cái ngã tư ra rã rồi lại như đám bèo trên ao khép kín lại máu bà lắm nữa đưa đây cô trình giật cái túi to trên tay một gã trai ẻo ợt như đồng cô kẹp vào nách rồi hên hết cào chân què. Cái cặp quần trung căng, hở một khe vừa đủ cô lọt bàn tay vào. Từ quay đi giật mình. Anh nhận ra là thảnh. Cặp tay một gã trai, lưng không mặt bụng, nhăn nhó như đang đau thận. Mặt thảnh mở to méo mó như bị lỡ sơn. Trong cái cười phấn phở. Này, em bộ đồ ơi! Ở cái mông quần em bán, sao lại có chữ CT? CT là công tác. Bộ và chị không biết à? Đừng có xạo nhé. CT là cải tạo thì có. Đến ký hiệu các chất hóa học chứ còn đọc được nữa là... Thế chị giả bao nhiêu? Mày bán á, thì mày phải hét lên chứ. Bỗng tự thấy máy mắt. Nhìn sang bên kia đường. Tự thấy cô Trình Khèo đã lại cặp một chiếc lớp đỏ giữa hai khoeo chân. Đứng trước cô là một ông già đội mũ lá cọ phú thọ mặt nhầu nát áo não. Cái dí lại trọt ra từ bụng dưới cô Trình. Ông già sập dành mũ lá, quay mặt đi, tự gọi to. Bác Thống! Tiếng tự tan trong tiếng chân người rầm rập. Hơn chục công an, cán bộ thuế, từ bên này đường, tràn sang phía lề đường nơi cô Trình đang mua lốp xe, rừng rực như lửa bốc. Các cuộc mua bán tranh cướp đủ các loại hàng hóa đang diễn ra dưới ánh nắng chói chang của mặt trời mùa hè. Bụi lầm, nhúng nháo bóng người và tiếng la hét. Sư bố chúng mày, làm gì mà như cướp cháu thí thế? Cầm ngay, vừa trao tay cái gì? Đô la đâu? Mà đâu có, mà chỉ có cái túi này thôi. Đừng có làm mất thì giờ của người nhà nước nha. Mẹ mày á, giấu ở chỗ để ra mày rồi con à. Láo, thì mày á, cứ thử khám xem. Đám đông hỗn loạn đang tan biến chỉ còn lại một đám tuổi học trò đang đứng dơ dẫn dưới dải đèn cao áp như những nốt nhạc chống ngược. Đèn cao áp thủy ngân như đèn thờ thần tiêu thụ. Kha viết vậy. Chủ nghĩa tiêu thụ, thối thực dụng, tràn lan đắp chúng cùng nơi. Đập đồ mọi thần tượng. Di xuống dưới chân nó mọi giá trị tinh thần thiên liêng. Chủ nghĩa tiêu thụ vào tình yêu, viết giết chết tình yêu, vào gia đình, phá phách gia đình. Con người là một đơn vị tiêu thụ, nhưng trước hết, hoặc sống đời, nó phải là một đơn vị lao động sáng tạo. Nhưng con người chỉ có thể lao động sáng tạo trong khung cảnh không bị cô đơn. Chống lại cảm giác cô đơn, tự lại gọi thất thanh. Bác Thống ơi! Và chạy sang bên kia đường. Ông Thống đang đứng dưới lòng đường, tay xách cái túi vải nâu căn phòng tay cầm cái mũ lá quạt, mút từ dưới lên vào mặt. Nghe thấy tiếng xè xè sau lưng, tự dội nắm tay ông già, kéo ông lên bờ hè. Không kịp. Rồi chiếc xe tưới nước đường, chỉ suýt nữa cho ông thống tắm mát. Ông thống rủ hai ống quần ta ướt đẫm. Cửa xe ló ra một cái mặt học trò. Ngủ cơ khá bố da. Đồ mất dạy. Ông thống chửi. Mặt nông sơ sát hơn mấy hôm trước. Hai mắt ông thâm quần, lại sề sệ hai túi thịt. Ông kêu hai hôm nay mệt mỏi quá. vì thức đêm khớp phách. Ông cẩm không hiểu sao, lẫn lộn hết dấu phách, số phách. Ông phải xót xét từng bài một. Mất ngủ, đầu ông dáng dứt. Ngực ông hay nhói đau. Cơn áp huyết cao ngày nào cũng hành hạ ông. Bác đi đâu về qua đây, bác Thống? À ra phố thư giãn một tí cho đỡ căng đầu óc. Nhân thể mua ít đồ dùng giặt giánh. Mấy hôm nữa nghỉ hè, đem về cho bú cháu. Tự nhìn cái túi vải nâu miệng hở. Cái giỏ phích đang bằng nan tre. Hai cây đèn dầu nhỏ, một sâu thông phong, hộp xà phòng tiệp. Năm chung cao su, mấy cái quạt guốc, dâm thẻ hương, dân dân. Bác còn mua gì nữa không? Nhắn của kiệu tiền rồi, chết chết có đâu như bây giờ thi cử trở thành Chúng đua tranh giành giật văn bằng còn chợ búa trở thành nơi tranh mua móc túi người tiêu dùng cái gì cũng đắt không lấy được tiền ứng trước chữa trống đành phải đem bán chiếc lớp được phân phối nhưng tiền cầm chưa ấm tay đã lạnh rượi tưởng bác lấy lại được tiền chữa trống rồi ông bí thư nói rất ngọt ngào bác thông ơi Bác có nhớ yêu cầu thứ ba đề ra khi đặt vấn đề chữa trống không? Người cán bộ cách mạng chúng ta càng già, càng cần giữ danh giá. Thành ra, cũng là để giữ cho bác, tôi và anh Cẩm bằng nhau. Không thể thanh toán cái quá đơn giết tay của bác được. Bác thông cảm nhé. Nhìn mặt tự rầu rầu, ông thống tiếp. Buồn phiền á, vì mất dăm ba đấu gạo thì không. Nhưng đau buồn á, vì thôi đời thô bỉ thì có thầy à. Thôi, ta về trường đi, thầy. Hai người đi theo một hè đường tráng xi si măng. Tới cổng trường sau, cùng dừng lại. Trời đã xăm xẩm từ lúc nào. Nhìn mặt tự, có lẽ đoán định được tâm tư anh. Ông Thống liền thở xòa một hơi. Xưa, thường nói, người đời thượng thọ 80, trung thọ 70, hạ thọ 60. Trừ ốm đau, lo nghĩ đi. Còn riêng cười, Liệu có một tháng không? Chả được. Thành ra mấy hôm cứ nghĩ. Quả là nhân thế hãng phùng khai khẩu tiểu. Người ta ở đời ít khi gặp hé cười. Có chuyện gì vậy bác? Nhiều chuyện. Cũng là quanh cái cuộc thi thố. Hảo khạch ở trường ta cả thôi. Ngay sáng nay, có một ông đi chiếc xe Lada xanh rêu đến. Mở cửa xe bước ra. Trận trạo hỏi. Anh Cẩm, anh Dương đâu gì Hỏi trống không, nên tôi cũng lờ đi như cái bộ rậm bên đường. Cuối cùng dáng biết là gặp ta chẳng vừa, nên đành sử nhũng, mời tôi lại. Tôi đáp, còn phải hợp hội đồng xét duyệt kết quả, rồi mới công bố danh sách trúng tuyển được. Thế là ông ta sừng sổ, chuyển ngược mình, hất hàm hỏi tôi. Phụ có biết tôi là ai không? Tôi đáp, dẫu ông là ông gì, bà gì, cũng không là cái gì lúc này ông à. Từ ưu Quốc Lại còn thằng cha nào dám càng rỡ thế? Chưa hết. Nghe tôi nói vậy, ông ta liền quát. Tôi nói cho cụ biết nha. Tôi có thể ra lệnh cho lập một hội đồng thi riêng cho con tôi. Tôi cười nhạt. Đã thế ăn thua gì? Tên vô danh tiểu tốt, Erosrat, nó còn giám đốc cả cái đền Mira một trong bảy kỳ quan của thế giới kia quân này không đọc sách nhưng có đi xem kịch kẻ đốt đền để giải trí nên chắc cũng hiểu lơ mơ ý nghĩa câu tôi nói vì vậy hắn liền quạnh tôi và bảo một thằng ngồi trong xe ghi tên tôi lại ông thống cười chua chát nhưng bất học bất tri lý mà học không đến đầu đến đũa Giỡn ông giỡn thằng nhất là lũ thời lai đồ điếu thành công vị thì còn khổ cho dân hơn kia. Dùng lửa tâm, đốt gieo cái quà khí trời, cho là dẫn đến quy tai cho xã hội đấy thầy à. Buồn lo là vậy thôi. Chứ tôi thì tôi lo gì cho thân. Sắp ra khỏi dòng cương tỏa rồi, mà sống được bao lâu nữa. Tự rùng mình. Anh đau tê dại, đang có cơ sở thành điên khùng. Ông Thống buồn bi lụy, ông Thống nói gỡ, ông Thống u quẩn thầy tự ơi chẳng lẽ thế tình hay dở thân thế an nguy việc đời vui buồn xưa thế nào nay vẫn vậy chẳng lẽ cái dụng mãi mãi cứ che lấp mất cái gian vẽ chẳng lẽ thể chế cứ mãi mãi cạn lòng hẹp bụng không dụng được người tai bao giờ trường ốc không phải chốn mua bán kiến thức đời không phải là tranh giành miếng ăn chứ gì bao giờ hết thối đời hãy cứ giành được quyền thế là thỏa sức hạch sách, đọa đài kẻ yếu nhược. Chẳng lẽ người hiền không bao giờ được dễ dàng? Người nhân không bao giờ được sống lâu? Tôi không ngờ khi vào đời thì hùng tráng, thế mà bây giờ ra về lại buồn thảm thế này. Ngưng một hơi rất ngắn, không để tự nói chen một tiếng, ông thống tiếp luôn, giọng cay nhất. Thầy tử, thầy trả lời cho tôi một chữ, có hay là không thôi nhé. Thầy có tin là có kẻ bán đề thi không? Thầy có tin là thầy thuật bị công an bắt không? Thôi, nếu thế thì nghề thầy hết thời rồi. Con bé út nhà tôi thấy là cũng xong đời rồi. Không ngờ, khi giết kỳ thi này như trăm mét cuối cùng của một cuộc chạy đua đường trường, ông hiệu trưởng cảm xuất thân ông giáo thể dục đã diễn tả được cái gai go trong cuộc giành giật. Thi tốt nghiệp không có nhất nhì, không hạn định số lượng, không phải là thi tuyển chọn, nhưng thi cử vẫn là thi cử, vẫn là cuộc khảo sát thị thực, vẫn là nhằm tới đích có được một sự công nhận trình độ mang tính pháp lý. Đổ và trượt, hai sự phân loại giảng dị ấy dẫn đến hai số phần khác nhau mảnh bằng trong xã hội hiện đại càng có ý nghĩa là cái bàn đạp để thực hiện những cú nhảy cao hơn. Kỳ thi cuối cùng vẫn là đấu trường quyết liệt của cả trò lẫn thầy. Vẫn mang sắc vẻ ăn thua cay cú với lắm kẻ đứt kém, tài hèn. Kỳ thi này, kỳ thi của cái năm học đầu tiên cẩm được làm hiệu trưởng ngay khi chưa bắt đầu cẩm là kẻ lo lắng hơn bất cứ ông giáo nào Tới buổi học sinh thi xong môn toán Và sau đó môn quá Thì Cẩm đã sợ hãi lắm rồi Suốt mấy hôm liền Khi thì Cẩm lòng lộn cuốn quýt Khi thì Cẩm thần mặt tính toán lầm thầm Đến nỗi giờ Cẩm không nén nổi nghi ngại Phải lên tiếng hỏi dò Thầy em ốm đau Hay có sự phiền não gì Mà con bỏ bữa đêm thao thức thế Hết cách Cẩm chỉ còn biết quát Im đi Hỏi hàng giới dẫn cái gì? Chết sạc rạch ra đến nơi rồi. Chứ ốm đau bỏ cơm, không ngủ. Đã là phúc tổ. Chiều qua, khớp phát xong thì cảm thật sự trón dáng, kinh hoàng. Cái việc thẩm đen ngồm đã ở ngay trước dành bánh xe đạp của cẩm Vô phương rồi. Cẩm chỉ còn mọi cách là lao cả thân mình cùng danh vọng khát muốn và tất cả thối tật của mình xuống đó thôi với số hộp trò trượt ít nhất là 50%, phần trăm cẩm sẽ phải nhận một lời tuyên án nhục nhã nhất từ ngày được làm người tới nay sự kiện này có thể là mở đầu của một chặng đường mới của cẩm cẩm sẽ bắt đầu trượt dốc và đã nhìn thấy chữ hết ở cuối cuốn phim đời rồi có cách gì có thể cứu vãn có cách gì có thể lắp được cái vực thẳm đen ngòm sắp nuốt dẫn cẩm mua kế là sản phẩm của thằng hèn giai tô tầng trưng nghi trước ngày thi. Và bây giờ, sau một chuỗi thao tác tính toán, Cẩm đi tới một hành động liều lĩnh cuối cùng. Thiếu nền tảng rốt rễ, cũng như xuyến, như bao người xuất thân từ đời sống, chỉ có một đặc điểm duy nhất là nghèo khổ. Cẩm rất gần với thối hạ tiện thô phạm. Mở cửa, len lén bước vào văn phòng. Khi ông Thống đi vắng, Cẩm có dáng vẻ một tên khoét ngạch đào tường nhưng khá hơn loại đậu chích là cẩm lơ lửa giữa hai vai và sẵn sàng trở thành vị chủ tịch hội đồng thi mẫn cán đi kiểm tra công việc của các thành viên. Một khi y phát hiện ra ông Thống có mặt trong văn phòng. Không thấy ông Thống nhanh nhẹn tiến đến cái tủ hồ sơ nhưng cẩm cũng sững lại ngẩn ngơ mất mấy giây. Bây giờ y mới tiếc đã đồng ý cho tự lên đây cùng ông Thống. Để lúc này đây sự an toàn thêm một lẻ bắp bên, bởi vì cả linh thuật, sừng sỏ cẩm cũng có thể trừng trì được. Quấn hồ ông thống so ruổi thất thế này, nhưng mà quá ra công việc ám muội lại có vẻ thuận chiều. Kính thưa quý chị, như hai kẻ thất trận, tự và ông thống cùng hồi bịch xuống đám cỏ gian đường, rút bỏ nỗi khổ trong lòng cho nhau nghe, tự đau tê dại, đang có nguy cơ trở thành điên khùng vì sự phản bội của vợ còn ông Thống buồn buồn nói gỡ giọng u uẩn ca tháng về chuyện có kẻ bán đề thi. Họ đâu ngờ ông hiệu trưởng cẩm, vốn xuất thân ông giáo thể dục, đã thua ngay từ bước đầu tiên trong cuộc chạy đua giành giật tỷ lệ độ cao cho trường học của mình. Do đây là kỳ thi tốt nghiệp của năm học đầu tiên cẩm được làm hiệu trưởng, nên ông đứng ngồi không yên. Khi các em học sinh thi xong môn toán, rồi môn quá, thì cẩm lộ vẻ sợ hãi ra mặt. Suốt mấy ngày sau đó, khi thì cẩm lòng lộn quấn quýt, khi thì cẩm thần mặt tính toán. Đến nỗi giờ cẩm không nén nổi nghi ngại, phải lên tiếng hỏi dò. Đến khi rắp khớp phát xong thì cẩm thật sự choáng dáng, kinh hoàng. Giữa số học trò trước ít nhất là 50%, cẩm sẽ phải nhận một lời tuyên án nhục nhã nhất. Dấu chấm hết của con đường công danh sự nghiệp được đặt ra. Các dược thẩm đen ngòm đã ở ngay trước dành bánh xe của cẩm. Làm gì để khỏi lao cả thân mình xuống đó? có cách gì để có thể cứu giảng không? Thế là, Cẩm lợi dụng chức vụ chủ tịch hội đồng thi, lợi dụng lúc ông Thống Giang Thư không có mặt ở trường để vào văn phòng sửa điểm. Tài lỡ nhúng chạm, khi bị ông Thống và tự phát hiện chuyện tại đình đó, ông Cẩm trơ tráo đổ lỗi cho người Giang Thư già. Không chịu đừng nói những lời nhục mạ, du khống của hiệu trưởng Cẩm, ông Thống ngất xỉu vì một cơn nhồi máu cơ tim. Tự đưa tay âm ngang lưng ông Thống, sợ gây ốc, nghĩ tới căn bệnh cao huyết áp và câu nói gỡ hồi chiều của ông. Cái chung cuộc vi thảm của đời người đã tới rồi ư. Căn bệnh của tuổi già đã bộc phát vì không chịu đựng nói thói đê mạc điểu giả của người đời. Liệu ông Thống có qua được cơn nguy kịch không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 22 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt